thực cháy lên mình mới mồi qua cái đèn mình khiêu khiêu tim đó đó, hai ba giai đoạn vậy à, mấy nhúm lửa nấu cơm được. Ê, thành lũy đắp cao, nước đâu thâm thẳm chạy vào ao sâu, thuyền tàu chạy chẳng đặng đâu, cởi voi cùng ngựa đua chơi tối ngày. Nói hồi đó tôi trai á, tôi cũng đi quen quen chỗ nào đi tới đó chơi, tôi có người chị ông Tà ở trỏng rồi tôi vô chơi đó. Mà hồi đó đi lộ bộ không mấy cháu ơi, cái đường này á là cái đường Pháp nó làm mà không có trắng nhựa trắng gì hết trơn, chỉ mà sáng nó bút nó sao kêu bằng sáng mà nó múc lên gào rồi nó đổ xuống nó kêu bằng sáng gì, sáng gào tôi quên, chứ không phải như bây giờ mà sáng thổi nó mau rồi cái nó múc gạo đổ lên từ ngoài này vô tới xà tón nó ngăn nước. Hồi đó nước lớn dữ lắm, tràn xuống ha, là nó ngăn nước đặng cho cái đường dưới này khô xe hơi nó chạy, mà nó chỉ đổ đá không chứ không có tráng nhựa đồ như giờ đâu. Cái tôi nhớ chị tôi mới lội vô ông Tà chơi. Mà lội vô ông Tà ở trần không có cái áo bận, hồi đó không có bận cái quần xà lõn mà cái quần bằng cái bao bố tời, bà già tôi cắt ra bằng bao bố tời á cho bận, gận nó cắn gần chết bận rồi á, khi mà cởi ra rồi dạch theo lưng quần nè mấy cái nó nhăn lại á, gận nằm chỏng cái con á bằng hột tấm vậy, hột tấm nhỏ vậy đó mà nó trắng tươi mà nó có giò ghìa ra hen, ta lại giết nhậm nhầy giết không được, nó dai vậy giết không được, lấy cái ve cà kêu cái bóp đó, rồi mình để quần mình lên vậy lấy cái ve cà rột như là đậu xanh. Nó cắn lỡ lưng quần hết trơn, lỡ hông mình hết trơn đó. Bị gì hồi đó không có dầu lửa thấp, thành ra gặn dữ lắm. Con này con kia nó ở trong nhà mình hồi đó thấp bằng mù u với dầu cá không à. Cái tôi vô chậm thăm chơi thì mấy nhỏ con gái cũng cỡ chương tôi ha, nó mặc quần xà lõn mà bằng bằng đệm đó, đệm bàn đó, nó ấy lại cái quần xà lõn, nó khéo chứ, nó làm quần xà lõn, cái nó xách cho tôi cái, anh đem về ngoại bận, bị thấy mình bận bố tời nè, mà cũng hơi thưa ấy đằng kia, bố tời nó đâu có dày được không, cái nó xách cho, anh chơi đi rồi anh về ngoại bận, cái tôi hỏi bận sao nó cứng ngắc làm sao được, nó cứng vậy đó, nhưng mà nói thiệt mình anh em nhau nói không mắc cỡ gì. Bận cái này anh bận nữa nó lỡ háng anh trơn. Bị gì mình đương đó, rồi đương phùng phình á thì nó rộng lắm, còn đương vừa bận coi được á thì nó hơi chẹt cái háng, ngồi chùm hổm xuống đó, ngồi lên ngồi xuống nó cắn, nó cọ, rồi cái bằng đệm mà nó cứng. Nó cọ thịt non. Nó chày trước trơn à, nó nói nó cho mà nó nói ha, thấy tội nghiệp con gái hồi đó dữ lắm. Bận vậy đó, còn tôi á thì cho con cái gì à, tôi bận đâu gần 4-5 bữa à là tôi bỏ ra tôi bận được, bị nó cứng ngắc. Rồi ngồi ấy cái vô thăm kỳ sau nói sao anh, sao anh có bận không, là có bận mà cứng ngắc mấy ơi, tao bận không được, bận nó cấn tao muốn chết, ngồi xuống nó đau kẹt hát. Nghe là không, anh bận thí đi, anh bận chừng 5-10 bữa à, rồi khi anh giặt anh ấy nó rồi nó cũng mềm. Bận cũng được. Hồi đó nó cực khổ đến mức đó đó. Còn hồi đó bà già tôi đó ha, thấp bằng dầu cá mà gắn thôi hết nó tưởng rồi, bị hồi đó gừng bụi không à, rồi nhà mình cất là thấp mà hồi đó nước thì cao, rồi dáng này nè, thế là nước nó ngập lên đó, nửa ông quyển nè, đi trên dáng nửa ông quyển nè. Mấy cháu hỏi mấy ông già hồi đó coi, là các nhà không có cái nhà bự cao gì đâu, bị không có cây, không có đồ làm, với hồi đó giông gió cũng hơn bây giờ nữa, giông gió dữ lắm nè. Rồi cất cao sợi sập mà đâu có tiền mà dám cất cây cho chắc chắn vậy. Mình nghèo, nhiều khi cất cục tre là nhiều nhất. Đó, cất rồi cái bằng đêm mà thắp đèn bằng dầu cá đó thì có cái chén bể.
rồi giải đó, bố tời đó, mấy xe lại ra làm cái tim để đây, rồi cái đổ dầu cá vô đây, cái lấy hột quẹt cây. Mấy cháu biết hột quẹt cây không? Dạ không, múc kể tụi con nghe luôn đi. Không biết hột quẹt cây. Ừ, thì thời mấy cháu làm gì biết được hột quẹt cây. Thời tôi có xài. Lấy cục đá, nói ví dụ như cái này là cái khúc tre, cắt nhiêu đây, rồi cái bông gòn của mình đó, phơi cho thiệt khô nghe. Chảm vô đây. Rồi lấy cái cục đá mình đó, mới để dày đây, kèm cục đá, cặp đây ha. Rồi cái lưỡi hái đó, lưỡi hái mình cắt lúa đó, lưỡi hái đó nó già, mới gạt cục đá nè, mổ cục đá nó văng lửa ra, gạt ông nào quẹt hay đó ha, thì quẹt chừng vài ba cái thì nó văng lửa ra, nó cháy rồi. Là tôi đó, tôi xẹt vậy cứ đứt tay hoài, đi trúng cục đá vậy văng lửa chứ đứt tay. Cái tôi kê tôi quẹt, rồi phải có đũng đỉnh nha. Cái cây đụng đỉnh đó, cạo cái vỏ. Hồi đó cái kim miên lửa nó khó lắm, chứ không phải là dễ dàng như giờ. Cầm một quẹt cái sạch có đâu. Nó mới mổ chạch ha. Mổ rồi cái nó mới văng qua bên bên gòn. Cái nó ngúng gòn đó. Thì hồi đó cây đụng đỉnh á, mình phải cạo. Bác cho chạy lại lấy đi con. Không sao, ông nội cho phép rồi. Chạy lại lấy nè, lại đây nè, bắt cho chạy lại lấy rồi cái tới hộp quẹt á không út, rồi gõ lửa rồi cái phải chú mắt đi cạo đụng đỉnh cái vỏ đụng đỉnh đó, hơi cho thiệt khô, thứ đó nó nhạy lửa lắm. Mày để cái vỏ đụng đỉnh vô thổi cái phật cháy lên. Phật cháy lên mình mới mồi qua cái đèn mình khiêu tim đó. Đó, 2-3 giai đoạn vậy à, mới nhúm lửa nấu cơm được. Còn hồi đó đó, dưới sàn á, hoàn toàn là bếp ung tối ngày sáng đêm là dùi lửa. Đặng mà mình khỏi chặt lửa nè. Chứ lần chặt lửa nha, trần ai vậy đó. Rồi nhúm qua thổi lợi nó lâu lắm. Còn gắn á, thì nhà nước ngập nửa ông Nguyễn. Rồi mình khiêu cái tim đèn nó rớt xuống dưới nước đó. Nó rớt dưới nước cái rồi cái dầu cá đó, nó bắn cái hơi tanh xa, gắn ở ngoài nó nghe lụi vô. Lụi vô kiếm ăn. Đó, rồi lụi vô lụi trường nằm trên gián vậy đó. Lên trên rồi mình muốn ăn đó ha. Thì ra dòng dao chặt. Nó chĩa đâm. Nó một hai con vậy sáng mà ăn. Gắn dễ dàng bắt. Chứ không phải như giờ đào hang đào hố mà đi bằng đêm được. Thấy mấy chú mà đi soi rồi kia cực khổ quá. Mà ăn đêm không biết mấy con, chứ hồi đó muốn bắt về nội trong nhà không bắt 5-7 con, chục con cũng có. Thắp mẻ dầu, thắp đèn nữa hả, khiêu gớt đó rồi lát ở ngoài nó lậu vô à. Nó gắn vậy đó. Gắn nó nghe mùi dầu cá nó vô không Út? Ừ, cái dầu cá đó, cái hơi tanh đó. Đó, nó vô nó kiếm nó ăn. Nó lội vô trong nhà mình nước ngập gián này, trường gián nằm nữa vậy à. Còn bây giờ đi soi á thì đi trần ai. Còn hồi đó tôi đi soi đó là soi cánh này nè, cánh đồng này nè, là quẩy không nổi, lương quẩy không có nổi, lương cá lóc mà lựa con bự bự đâm không nghe. Hồi đó phải có cái đèn sáng vậy nói làm chi. Đèn á thì đi soi bằng đèn đèn khí đá. Đèn khí đá mình mấy cháu chắc biết đèn khí đá mà. Đèn khí đá bỏ cục khí đá dưới này rồi dặn cái nút cái nước nó xuống cái nó xè ra. Có cái bét ba lớn này nè. Nó ra con bét nó xè vậy là nó sáng. Đèn khí đá. Rồi hồi đó ai ấy lắm là mới có đèn khí đá. Ai có tiền lắm mới được có đèn khí đá. Còn hồi đó tôi không có tiền. Mấy người kia đi soi đèn khí đá chứ tôi đi soi bằng đèn lồng. Đèn lồng đó. Rồi là để ở trỏng rồi để cây đèn cày. Chốt cái đèn cày để ở trỏng rồi gọi. Ta la lợi mấy cái dũng. Rồi trời mưa, một đám mưa lớn rồi mấy cái dũng có nước. Rồi lương nó ở dưới phèn nó chịu không nổi. Nó mới trường lên hết trơn à, trường lên bờ nó nằm. Mé dũng đó
nằm mé dũng như củi khúc. Nó rồi vô đó cái chĩa mình làm hai mũi này nè. Quẩy cái gọng rồi lại cứ việc đâm mà nó cắn nè, nó cắn như chó vậy đó. Là gặp lửa con đò bự sắn nè, đâm nè. Mà hãy đâm gần cổ cúc á thì nó chết. Đâm biết cách đâm nó bán mới được, là đâm ở sau đuôi nó. Nó không chết. Nó còn mà hãy đâm từ nửa con lại trước nó chết. Về tới sáng nó chết. Đó, biết là đâm đâm ở sau đuôi, đâm sau đuôi bắt nó nha. Nó cắn à, như rắn nè. Nó cắn dữ lắm. Là biết thế, đâm nó về cái dở lên cái gọng mình có cái nắp. Kê cái đầu nó ngay chỗ cái nắp cái bỏ xuống về cái nó xuống dưới suốt cái chị á. Rồi khỏi cái đi gớ tay tới bắt nó cắn. Dạ. Yeah. Hồi đó tôi đi soi cánh này nè. Rồi thời gian mà ông mặc mà đồ mà bao tờ đó ông Út. Rồi bao lâu nó mới có quần áo mặc? Chà cũng lâu lắm à, tôi nhớ hồi đó là cũng lớn, tôi cũng lớn lắm à. Là mấy có vụ giải à, giải mặt. Hồi đó là Pháp. Pháp tôi cũng được mười mấy tuổi rồi. Hồi Pháp ở đây đó. Còn nói nọ ngay là qua tới tụi Mỹ này thì đồ đạc nó có rồi. Bây giờ nó đem qua, nó viện trợ này kia cái nọ đó. Chứ mình với nó đem qua nó bán. Thằng Mỹ là cái thằng mua bán mà. Cái nước nó là chuyên nghiệp là mua bán mà. Vậy đó mà người ta nói nước nó giàu quá. Còn làm gì nữa đó, nó không giàu. Làm vua làm chúa mới giàu, mua bán không giàu. Bởi cái túi tham mình không đấy ha. Tiền đã đựng đầy túi rồi mà còn chê. Chê không tiền. Vậy là câu chuyện tới đó hết không Út? Rồi bây giờ biết chuyện gì nữa không kể giờ mình. Nó đố giờ ta đố mày. Bốn bề thành lũy đắp cao, nước đâu thâm thẳm chạy vào ao sâu, thuyền tàu chạy chẳng đặng đâu, cỡ voi cùng ngựa đua chơi tối ngày. Ha, cái đố vậy lựng hoài. Sao có nước mà tàu chạy không được, thuyền đi không được. Đổ hoài đổ không được, ở đây giờ mày thua chưa? Là thôi giờ tao thua mày, mà mày giải cho được, mày giải không được mày thua lại tao. Là ừ, tao đố được giải được hả mày? Cái nó nói bây giờ á, mày coi bốn bề thành lũy đắp cao là cái gì? Cái bàn cờ, bốn phía người ta đóng vách lên vậy nè, đặng cho con cờ đi nó đừng văng mày. Bốn bề thành lũy đắp cao, ha. Nước đâu thâm thẳm chạy vào ao sâu, rồi cái nước nè, bàn cờ có nước gạch nè, vào ao sâu, thuyền tàu chạy chẳng đặng đâu là chạy được không? Có nước mà chạy không được, thuyền tàu chạy chẳng đặng đâu. Cỡ voi cùng ngựa đua chơi tối ngày, thì voi con tượng, con tượng, con ngựa, con sĩ, con chốt, con tướng đâu đó, đua chơi tối ngày. Câu đố nhiều lắm. Mà trong đó có đố tục không dám, không dám lên máy. Mình lên máy á, mình bị khiển trách. Ông này, ông già rồi mà ông còn tục.